Xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Hôm nay thì lịch visa và lịch mở hồ sơ dành cho tháng 6 năm 2023 đã được trung tâm Visa NVC Mỹ công bố. Thì qua lịch tháng 5 vừa qua thì lịch visa và lịch mở hồ sơ đã đều tăng trở lại. Thì như vậy thì lịch tháng 6 này như thế nào? Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Đẹp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Ký hiệu của các diện hồ sơ bảo lãnh được ghi như sau. Diện F1 là con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A là vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân. Diện F2B là con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3 là con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Và diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Ở bản lịch visa mới nhất dành cho tháng 6 hay còn gọi là lịch phỏng vấn, thì trong tháng 6 này, bản lịch đã được điều chỉnh tiếp tục đứng yên. Ở diện F1, ngày ưu tiên vẫn là ngày 15 tháng 12 năm 2014. Diện F2A vẫn là ngày 8 tháng 9 năm 2020. Diện F2B ngày ưu tiên vẫn là ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3 ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 12 năm 2008. Và diện F4 ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 4 năm 2007. So với tháng 5 vừa qua thì đã được điều chỉnh tăng trở lại, tuy nhiên thì tháng 6 này, Trung tâm Visa NVC và các lãnh sự quán trên toàn thế giới đã tiếp tục điều chỉnh cho đứng yên. Có thể là để họ từ từ họ giảm bớt số lượng hồ sơ tồn đọng và họ làm từ từ các hồ sơ. Mong là ở các tháng tiếp theo thì lịch visa này sẽ tiếp tục sớm được điều chỉnh tăng trở lại. Và dựa theo lịch visa của tháng 6 vừa được công bố thì cô chú và các anh chị có thể ước tính được thời gian từ lúc nộp hồ sơ bảo lãnh tới lúc phỏng vấn. Đây là mốc thời gian ngắn nhất cho một hồ sơ bảo lãnh thuộc diện F. Đối với diện F1, thời gian bảo lãnh hiện nay chúng ta cần chờ là 8 năm 5 tháng. Diện F2A, dựa theo lịch visa thì thời gian chờ là 2 năm 8 tháng. Tuy nhiên thời gian thực tế của F2A hiện nay thì thời gian chờ là từ 3 cho tới 4 năm. Diện F2B, thời gian là 7 năm 8 tháng. Diện F3, thời gian là 14 năm 6 tháng. Và diện F4, thời gian chờ ngắn nhất là 16 năm 2 tháng. Thì qua mỗi lần lịch visa được công bố mà vẫn đứng yên, thì thời gian chờ bảo lãnh của các hồ sơ diện F thì lại tiếp tục bị tăng lên thêm. Ở lịch mở hồ sơ dành cho tháng 6 hay còn gọi là lịch làm 6 bước với trung tâm Visa NVC, thì lịch mở hồ sơ cũng đã được điều chỉnh đứng yên không thay đổi so với tháng 5. Diện F1, ngày ưu tiên vẫn là ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F2A vẫn tiếp tục duy trì được ở chữ C ở mức hiện tại, nghĩa là hồ sơ sau khi được Sở Di trú Mỹ xét chấp thuận thì chuyển qua cho trung tâm Visa NVC là được mở ngay. Diện F2B, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 1 năm 2017, thì hiện nay diện F1 và diện F2B được điều chỉnh như nhau ở lịch mở hồ sơ. Diện F3, ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 2 năm 2010. Và diện F4, thì ngày ưu tiên vẫn là ngày 1 tháng 2 năm 2008.
thì sau khi lịch mở hồ sơ của tháng 5 được điều chỉnh là tăng lên đột biến rất nhanh, là ở diện F1 tăng lên được 4 tháng, diện F3 tăng lên được 3 tháng. Thì ở tháng 6, thì bản lịch đã được điều chỉnh lại, tạm thời ngừng tăng trở lại. Hy vọng là các tháng sắp tới thì sẽ được điều chỉnh tăng trở lại sớm. Và dựa theo lịch mở hồ sơ mới nhất vừa được công bố dành cho tháng 6, thì chúng ta có thể ước tính được thời gian từ lúc nộp hồ sơ bảo lãnh tới lúc mà mở hồ sơ làm 6 bước. Đây là mốc thời gian ngắn nhất dành cho một hồ sơ. Diện F1 thì hiện nay thời gian chờ là 6 năm 5 tháng. Diện F2A, tuy là bản lịch vẫn là chữ C ở mức hiện tại, tuy nhiên hồ sơ cô chú và các anh chị khi nộp vào thì sở di trú họ sẽ giữ ở đó khoảng từ 2 năm rưỡi cho tới 3 năm, thì họ mới xét chấp thuận hồ sơ. Diện F2B, thời gian hiện nay là 6 năm 5 tháng, cùng giống với diện F1. Diện F3, thời gian là 13 năm 3 tháng. Và diện F4, thời gian là 15 năm 4 tháng. Khi mỗi lần lịch mở hồ sơ đứng yên thì thời gian chờ này sẽ tiếp tục kéo dài tăng lên thêm. Ở bản lịch visa dành cho diện đầu tư và diện lao động hay còn gọi là lịch phỏng vấn. Ở diện EB3, lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, thì bản lịch visa hiện nay là chữ C ở mức hiện tại. Ở loại lao động không kỹ năng Auto Workers, ngày ưu tiên vẫn là ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đối với diện đầu tư EB5, đầu tư trực tiếp và kể cả đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng, thì ở Việt Nam, tình hình bản lịch vẫn là chữ C ở mức hiện tại. Ở bản lịch mở xét hồ sơ theo diện đầu tư và diện lao động, thì diện EB3, lao động có bằng đại học, lao động có kỹ năng, thì tình hình vẫn là chữ C ở mức hiện tại. Ở diện EB3, lao động không kỹ năng Auto Workers, thì lịch mở xét hồ sơ là ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện EB5 là diện đầu tư trực tiếp và diện đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng, thì lịch mở xét hồ sơ hiện nay vẫn là tiếp tục duy trì được ở chữ C ở mức hiện tại. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi, thì đây là bản lịch visa các tháng vừa qua trong năm 2022. Cột phía bên tay phải là thống kê số tuần đã được giải quyết trong lịch visa của năm 2021. Đây là bản thống kê lịch visa của các tháng vừa qua trong năm 2023 đã được giải quyết. Trong năm 2022 vừa qua, thì lịch visa đã hoàn toàn đứng yên không thay đổi tuần nào. Và tiếp tục những tháng vừa qua của năm 2023 thì bản lịch visa vẫn chưa có diễn biến nào mới. Còn đây là bản thống kê lịch mở hồ sơ của năm 2022 hay còn gọi là lịch làm 6 bước. Cột phía bên tay phải là số lượng thống kê năm 2021 mà lịch mở hồ sơ đã giải quyết được số lượng tuần. Đây là bản lịch mở hồ sơ các tháng vừa qua trong năm 2023 đã được giải quyết. Lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng kế tiếp là tháng 7 năm 2023 sẽ được điệp cập nhật trên kênh từ khoảng ngày 8 cho tới ngày 25 của tháng 6. Cô chú và các anh chị nhớ bấm nút đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên nha. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị